20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận tại một số cửa hàng bán hoa, quà tặng tại quận Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Có nơi rất nhộn nhịp, nhưng cũng có chỗ khá điều hưu. Về giá cả, cứ đến ngày lễ, giá hoa đều tăng. Chẳng hạn, hôm qua ngày 19 tháng 10, hoa hồng đỏ có giá từ 7 đến 8 nghìn đồng trên một cành, thì sáng nay tăng lên từ 15 đến 30 nghìn đồng trên một cành. Các cửa hàng chuẩn bị sẵn rất nhiều bó hoa và giỏ theo nhiều phong cách để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể yêu cầu bó hoa theo sở thích. Một đại diện chợ hoa ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn hoa từ Hà Nội gần đây nhập chợ bằng đường hàng không, chi phí vận chuyển cao. Năm nay sức mua thấp nên hoa từ Hà Nội không về chợ nữa. Ngoài ra, người trồng hoa đang tập trung chuẩn bị hoa Tết nên nguồn cung cũng không nhiều.